Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phước TV. Rất cảm ơn mọi người đã click vào xem clip của mình nhé. Nếu gia đình bạn đã ngán ăn thịt cá, nhất định phải thử ngay món mức xào nghêu, tươi mát và ngọt ngào như thế này. Mức gọt vỏ cách khúc vừa ăn, tiếp theo hấp, nghêu trong 5 phút, nhớ giữ lại nước hấp nghêu. Dầu bóng phi tỏi hành cho thơm, cho bước, vào xào chín thêm nghêu và nước đã hấp vô. Đậy nắp đun ở lửa nhỏ trong 2 phút, sau đó nêm ít muối, hạt nêm cho vừa ăn, xào tiếp, trên lửa lớn thêm hành lá và tắt bếp. Mức xào nghêu vừa mát vừa ngọt, thanh lọc, cơ thể, thanh nhiệt giải độc, ngon hơn cả thịt cá. Ít sơ trứng trên bánh mì nướng. Cho xúc xích vào bánh mì sandwich, thêm phô mai kéo sợi, che lại bằng bột, miếng bánh mì, dùng kìa nhấn lên bánh. Cho một quả trứng lên cùng một nắm phô mai, bào sợi, cho vào lò nướng ở 180 độ trong 12 phút, chỉ cần có nồi chiên không dầu là đủ. Nếu bạn có mua bắp bò, hãy làm giống tôi, chua, chua cay cay và chế biến quá đơn giản. Thịt bắp bò cắt miếng lớn thêm xì dầu, sốt hào, tiêu bột, nước ngâm hành gừng vào bóp và trộn, đều để thấm gia vị, thêm lòng trắng trứng và bột bắp, cuối cùng thêm dầu ăn vào bóp. Dầu đóng phi hành tỏi gừng ớt cho thơm, thêm cà chua vào xào chín, đổ gói sốt canh chua vào, cùng với một tô nước lớn. Sau khi sôi cho nấm, củ cải xanh vào nấu chín, vớt ra tô và đổ thịt bò vào nấu trong 1 phút là có thể thưởng thức thịt bò mềm chua chua. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như mọi người thích video clip này, hãy cho video clip này một like và ấn dưới nút subscribe đăng ký kênh để xem được nhiều video về món ăn mới của Phước TV nữa nha. Cảm ơn các bạn.